chắc nhé, có bắp nhé. Bắp này là được không mà không mẻ, không mẻ kinh lâu mới mẻ đi không? Chỉ là làm đẹp cho gia đình nó thôi, không phải là nguyên bảo không cho lấy đâu. Vâng ạ. Chỉ cần lấy bao nhiêu cũng được. Phải như thằng Ngũ với thằng Minh này, chứ gì chưa làm xong mẹ con tôi lấy đầu lợn quay. Hai thằng kia vẫn ở đây à? Con thằng kia chưa đây? Đấy, con thằng 4 năm trước. Trẻ con mày khiến lên nhà thế cũng nghèo. Đâu gì mẹ ông Ngũ mà được suốt phải được một tí chứ nhờ. Tí cháu làm tí. Tôi ăn rồi tí. Từ há mồm ạ. Em chờ. Đấy xem à. Nè. Ôi ờ. Đến vậy hả? Mà ta thả má há ăn cái kiểu. Ê cũng cháu là khách, em không phải là bếp. Không phải là bếp, không phải là bếp. Khách nhưng mà chú mời chú đúng không phải là khách đâu. Chú rót cơ mà. Chú rót cơ mà. Nếu mà cháu uống cái này chính là cháu không. Ăn cháu ăn cơm với bếp luôn đấy. Không. Cháu ăn cơm với bếp luôn đấy. Thế nhỉ? Cháu không phải là bếp đâu. Cháu không phải là bếp. Cháu là khách đến mời đây thôi. Thầy chú. Bán học với mớ. Giết tôi với đi. Giết tôi với. Có cái đồ bên nào đấy. Ấy. Bên nào có ngày vui ngày đẹp cũng để cho nó thoải mái đấy. Biết là suy nghĩ như này. Không phân biệt đâu mà. Lão kiên mà bắt nè. Mấy chú nhu lão kiên chứ mê. Kiên bắt đúng lắng. Mùa bắt ngay bắt để cài lúc đi lắng nè. Tụt tấm bà này kẻ với lắng nữa bắt đúng bác. Kẻ vải. Vải nhưng mà sửa mê. Đúng vải như hàng ngã. Mấy đang con thì mới biết phân tích rồi. Nè, mấy chữ tuyết này người đuối này. Về tới lúc đâu vậy?